Rồi. Mình cứng hồng luôn, không biết nói gì hết trơn quý vị. Mình thấy nguyên một cái chậu dầu mỡ này luôn, mình không biết nói gì hết luôn. Cứng hồng luôn. Anh làm gì ăn món này? À, chưa. Chỉ có đàn bà phụ nữ mình mới biết cái món này thôi. Rồi. Đi bữa mình sẽ cho bữa thưởng thức bữa. Yeah. Lần đầu tiên em làm luôn đó. Dạ. Yeah. Đây. Ừ. Nãy em thấy em xay cái gì cũng lâm la lại này hả? Thịt, thịt không ra thịt. Nói với mình là cái gì và cốm gì? Cốm. Chả cốm. Chả cốm. Ừ, mình bỏ cái phần chả qua một bên, mình kiếm cốm. Nãy giờ mình không thấy cốm đâu hết trơn quý vị. Cốm đó. Cốm đâu? Cái xanh xanh đó là nó đó. Anh thấy là chả chứ không có cốm. Thì nó là cốm đó. Nó là chả cốm là nó đó. Anh không biết, anh chỉ bỏ cái phần chả qua bên anh kiếm cốm anh ăn không à. Ok, giống như xôi cốm, còn này cái gì nữa? Này à, thịt ba gọi. Món này là phải có cái này. Vậy luôn á hả? Ừ. Đúng bài bản đàng hoàng. Wow. Giờ anh ra ngoài sân anh hái cho em mấy trái ớt nữa. Ok. Ớt tươi tươi á. Ừ. Ồ, nó ngon chưa? Nhất cái nắp luôn. Ừ. Đó. Yes. Yes con ơi. Ok con. Chắc hết rồi mới quay. Ừ. Ngon hay không mà không biết. Mình thấy ngon rồi đó. Dành đã thấy ok đó mà ngon. Đó, không biết làm sao nha. Đói bụng nữa nha. Dạ. Ừ. Thực tế ra là cái mâm này nhỏ xíu nha quý vị. Nhưng mà mình quay kiểu là nó hơi láo chút xíu nên nhìn thấy cái mâm nó bự. Nó à. Cái mâm nhỏ xíu à. Vậy đó hả? Là sao? Green and blue cái gì trong đó? Con vẽ gì, con chơi gì đó? Chơi cái này. Vậy đó hả? Rồi. Con mèo nó uống lộn thuốc quá vậy. Quay lên đây chị Thanh coi đi, chị Thanh khoái á. Nó uống lộn thuốc, tự giỡn mình nó không à. Nó bị hại bờ. Ừ. Yes. Về đổi nha lô, có buồn kia nha lô. Ờ, Tức Linh mới đây đẹp gái quá vậy. I feel color. Ok. Xong xong rồi nha. Dạ, ăn được chưa? Dạ, đói bụng quá vậy. Được rồi. Bởi vì mình nói đói bụng mà cứ nhảy vô ăn đó. Có gì là cái việc ăn. Có chùm đổ không? Không có đổ. Nhưng mà anh làm basketball cho cá con xong rồi giờ không ăn basketball giờ để làm cái gì? Không? Ờ, bởi vì chơi không có được. Anh làm cái đó tối ngày anh ăn không tới ai ăn. Không, ừ. Hai đứa con này nó ăn nó ủng hộ anh dữ lắm, anh cứ yên tâm. Chưa. Em đang thèm cái món này. Ừ. Trời nó ngon. Ừ. Rồi Trúc Linh với Bia đi học nên á, đi làm về là 9 giờ á là mình lùa em nhỏ này lên giường rồi. Uh-huh. Không có giờ ăn tối luôn, nhiều khi cho em ăn cho em ngủ xong mình xuống mình ăn. Uh-huh. Đấy, bởi vì không ngờ là mình có bữa ăn bữa không, chỉ có bữa nay á, là cuối tuần nên mình mới tranh thủ mình nấu được một mẹt bún đậu mắm tôm mà từ đó thì chưa bao giờ làm luôn, chưa bao giờ làm cái món này luôn. Uh-huh. Mới coi trên mạng cách học. Uh-huh. Đó, là mắm tôm với mấy cái này thì dễ rồi, chỉ có cái chả này nè, nó hơi ngộ ngộ. Rồi bây giờ mà rau thì có sẵn, ớt cũng có sẵn, cái gì cũng có sẵn, giờ chỉ có làm cái này thôi. Uh-huh. Nên mình phải nhất định mình làm liền bữa nay. Ok. Rồi để coi ăn vừa ngon hay không nha. Còn ok, bây giờ nói nhiều quá ăn được chưa? Đẹp là đẹp rồi đó, nhưng mà ngon hay không cái đó mình không biết nha. Rồi bỏ cái máy xuống đi bưởi. Mình coi như là đợi ẻm làm cái này mà mình đói bụng luôn quý vị. Nếu không là nãy giờ mình quất basketball mình làm rồi. Rồi, xin chào tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Chúc Linh học cả đi. Ủa, cũng không chồng chạy. Không, chúc con. Dạ, dạ. Hả? Có, xin chào ông bà cô chú hôm nay. Xin chào ông bà cô chú hôm nay. Chúc Linh. Yeah. Dạ. Chúc mừng về, chúc mừng học bài. Thank you. Thank you. Rồi, happy chúc cuối tuần. Vô. Go. Vô. Chào chúc mừng vô.
Giờ em báo cho anh biết là cái này ăn phải chan chấm với cái này, múc cái này vô. Thử chứ là cái đó mặn. Không có cái đó, không có gia vị gì hết trơn á. Ngon rồi. Dạ, nhưng mà phải chế chút xíu đó vô. Xong anh kẹp một miếng rau vô, anh chấm với cái này với miếng đậu hũ nữa. Cái này em đâu có làm mặn đâu, nó ngọt ngọt chứ chua. Dạ. Bỏ miếng bún vô, bỏ miếng rau vô. Đó, phải ăn phải đúng bài bản người ta. Thôi, tí tô này cuốn không? Có nè. So, I test. Ok, đem. Tí tô nó nhỏ vậy, nó bự qua giấu nhiều mà. Giờ nửa đêm mà hái cái gì nó bự. Tí tô nó bự quá nhiều lắm. Đó. Trời, nó không chịu nói đâu. Sáng nay quả anh thấy rồi. Cho miếng bún lên nào. Chắc mình ăn cũng hơi bị sai nha. Cái bún là tí cuộn là từng cục luôn á. Nè, em đang làm cho anh nè. Thôi, em làm đi. Để em tự làm đó. Ok, vậy thôi em để em làm cho em luôn. Đó. Trời ơi. Mẹ đã đi ngủ rồi nha cô chú. Đó, cho em cái mắm tôm vô. Đi ba ăn đi ba. Ừ, con đi ba đi, ba không ăn được vậy. Seriously, con ăn spicy hả? Ừ, con ăn đi. No way, Dada. Vậy đó hả? No. Tại sao vậy? Tại sao ba có con ăn spicy for? Chứ tôi chọn đi ba rồi. Ok vậy hả? Oh my god. Thôi thôi, chúc con nào. Cô đã sao ba phải cho con làm ăn cái đó. Spicy, of course, man. Nhưng mà nó ba chồng á. Nó cay lắm. Ừ. Nó cay. Ừ, đúng rồi, cay lắm. Em quay ở đó. Rồi. Trúng vô mắt của con á, con sẽ khóc chủ đề luôn á. Con khóc hai ngày luôn á. Con bẻ cái đó ra rồi. Ừ, con bẻ cái đó ra cái nó văng vô mắt con khóc hai ngày luôn. Có thể nói đây là lần thứ nhì thì ăn chả cớm. Mà mình thấy mình tự làm ăn rất là ngon. Ngon. Nó mình mới vừa chiên xong á, nó giòn á, ăn ngon thiệt. Ừ. Mà nó dai lắm nha. Ừ. Tiết học trên mạng thôi. Nhưng mà thấy cái cũng rất là dễ làm. Chỉ là mình phải có cái máy mà dạng như máy xay, máy mà gọi máy gì ta, máy trộn bột á. Ừ. Mình có cái đó thì nó dễ cho mình hơn. Tại khi mà mình trộn cái thịt mà mình đã xay á, nó sẽ thành giò sống thì nó mới thành cái miếng chả được. Đó. Rồi bỏ cơm vô, nói chung cũng dễ làm chứ không khó. Làm một mẹt này nè, xong cái bạn bè cuối tuần tới ngồi ăn là coi bằng nhất cái nách. Thích. Phải uống phải uống viên thuốc Tylenol vô trước khi ăn quá vậy. Biết sao không? Để giảm đau á. Ừ. Nhất thì phải đau phải không? Nhất là đau là mình phải uống cái đó để giảm đau. Nhất cái nách đúng không? Ừ. Ừ. Hello con thưa. Không có gì làm không được. Chỉ con cái là phải xiên chút. I don't have an idea to do this. Yeah. So hard. Ngon thiệt. Ngon thiệt gì nữa? Quá ngon luôn. Không có đâu. Ừ. Ừ. Có phải bơm bướm không? Linh nói cho cô chú nghe con đi học là sao? Ừ. Con đi học con. Không thích không? Dạ. Con có thích không? Dạ. Có nhiều bạn không? Dạ. Wow, đã quá vậy. Dạ. Con thích lắm không? Dạ. Ừ, ngày mai đi học đúng không? Dạ. Dạ. No. What is it now? Who's What is it? Ngoài còn lão quế mà chuẩn bị nấu phở. Quế nhỏ mà thấy cũng đừng rồi. Quế gì? À, nó nhỏ hơn, không rồi hả? Ừ. Nó dạ, yes, nó dạ vậy, chút mà. Tại vì cái đó đã qua đợt của nó rồi, bây giờ nó có lên bông mà, cho nên những gì còn ở chỗ đó thì nó tí mà. Cũng vậy. Nó qua đợt nó rồi. Nhưng mà không biết. Anh có mua một cái đồ để trồng đồ trong nhà để trồng mấy cái cây mà mình thường ăn nhất luôn á. Ừ. Như là like mấy cái rau bò rí. Ừ. Còn cái rau đó mình thường ăn đúng không? Ừ. Ừ, để trồng mấy cái loại rau thường ăn vậy đó ở trong nhà mùa đông.
Ở trong cái máy đó. Nó là cái máy hai, mua nữa hả? Hydroponic. Nó là hydroponic. Trồng được có màu rí rồi hả? Trồng những gì cũng được, trồng ớt cũng được, trồng gì cũng được, nó tóm lại trồng những gì cũng được. Vâng ạ. Nhỏ nhỏ thôi à, chút xíu là để trên bàn. Cái đó là mục đích của người ta để trên bàn. Ngay chỗ phòng nhà bếp rồi, ví dụ như cái bàn chỗ này của mình nè, nếu mà coi như mình không có wifi, mình không có để đồ tùm lum như vậy á, mình để cái chỗ đó lên đây là lý tưởng nhất luôn, ngay cái vị trí chỗ cái camera đang để á. Lý tưởng lắm luôn á. Nó là cái máy nè. Đúng rồi. Bây giờ coi như là anh cứ nghĩ là anh sẽ để ngay chỗ đang để ba cái thuốc của mình cả. Không? Ngay chỗ đó tại vì mình phải cần cắm vô điện mà cái chỗ đó nó cũng đẹp. Nhìn đây, giờ thấy coi như là trái ớt nào giờ thích tới đó hái. Biết là nguyên cái nhà là địa bàn của ổng trồng không? Từ ngoài sân vô tới trong nhà. Dạ mà không cho anh trồng đồ á. Là anh sẽ coi như là xuống lỗ quá vậy. Trồng cũng trồng vừa vừa thôi, vừa mà quá trời quá đất luôn, mới có 2-3 năm mà vậy. Anh thấy còn dư rất là nhiều đất đai quả cho anh. Rất là nhiều. Thiệt luôn á nha. Anh không biết giờ nghĩ sao chứ quả đó nhiều lắm đó luôn nha. Anh còn định khai thác cái núi nữa kìa. Hay quá. Chỉ có một cái lý do gì mà tới ngày hôm nay đã là năm thứ 3 rồi mà anh chưa có lên núi lên trồng đồ. Chỉ một lý do duy nhất thôi, vậy biết không? Mũi. Nếu mà ở chỗ này mà không có mũi anh lên đó anh trồng rồi. Anh xây nguyên cả cái gọi là cái casibo á, trên đó luôn, chơi cái võng nữa. Coi như là ngồi ngắm đồ chơi rồi, không? Chỉ có khổ một cái là con mũi thôi, giống như trên trên mấy chiếc ớt thì ăn mới là ngon nè. Nó giòn rụm mà, thơm như lắm. Đó, nó bây vậy nè, nó cứng vậy nè. Thấy không? Anh hái cái trái nhỏ đàng hoàng. Còn một cái trái bự ngay cái thân của nó đó. Thôi đừng nói nữa, nói nữa gây lộn nữa giờ đó. Nó chỉ có vài trái thôi chứ nó đâu có nhiều. Nó chỉ có vài trái à. Mặc dạ khổ cái đó, dạ coi như là thích đồ bự. Quá no rồi. No rồi đó. Tôi đi về sớm thì cuối cùng ăn cũng 9 giờ mấy. Phải nấu chứ. Về sớm mới nấu được đó, chứ bình thường là không thể nào nấu được cái món này luôn á. Of course. Không, cái chả này mình khoái. Nguyên cả ngày mới ngồi ở nhà nó cắt nó vẽ, cắt nó vẽ không nhỉ? Vậy không? Ừ. Nó tự kiếm việc cho nó làm nó vậy. Giỏi. Vinh là number one. Yes. Because you do everything by yourself. She's so giỏi. Thôi bà xin chào cô chú nha. Con giúp bà. Hello. Dạ ơi. Can this be my school supply for school? Yes. Nó bự quá mà con đâu có đem vô trường nữa. Con bự khác mà con được. Không có được, nó bự lắm. Mình đang không đem vô trường được đâu. Whatever, just gonna take all these big crayons. Okay. And then put it in the bag, like a big bag. Nhưng mà trong trường không có cho con đem cái này, chỉ cho đem crayon thôi à. Remember? But these are crayons. That's not crayon. What is this? That's a color pencil. Pencil. I don't know what this called, but it looks like crayon. Don't worry, but that's a color pencil. Okay. Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị cùng các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và không quên chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình mọi người. Linh lâu lắm rồi cô chú mới thấy Trúc Linh nè. Đó, giờ này Trúc Linh lớn rồi, Trúc Linh đi học. Trời ơi, con vẽ cái đó đó hả Trúc Linh? Sao đẹp quá vậy? Ôi, sao vẽ đẹp dữ vậy? Giống vậy nè, có khiếu vẽ không chừng. Con vẽ mami đi. What? Con vẽ mami thôi coi. Con vẽ mami đẹp. Con vẽ mắc cười lắm, nghe nói không? Không, con vẽ mami rất là đẹp. Sao? Thiệt. Let me show you how I make mami.
Okay. I'll show you. This is really gonna be so pretty. Her dress is gonna be so pretty. Oh, vậy đó quá ha. Ủa, có nửa lon nha. This is so sad. You wanna see it? Yes. Mommy, look! Đâu? Wow, mommy bốc lửa luôn, yes. Is that mommy? Yes. Yes, nhìn cái mặt của mommy kìa không? Superhero. Mommy bốc lửa luôn, nhìn nó nóng hổi rồi. Lại tà xì. Ba mày cũng may yeah. Đó, vậy đó. Ba lơn quá. And look at your beautiful hairs. You're so cute. You look a princess, mama. Yes. You look a princess to me.